Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay lại với Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Chuyện chia sẻ các món chay ngon và dễ làm nữa. Bên đây là một cái món chay ăn sáng. Là bánh mì chay Quỳnh Phương vừa làm xong nè quý vị. Đó, bánh mì thịt khìa chay ha. Nhìn cũng khá hấp dẫn đó quý vị. Thì làm như thế nào? Cái phần nhân cũng như là bánh mì thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp với Quỳnh Phương nha. Rồi, trước tiên để làm món này thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là 2 miếng đậu hũ. Đậu hũ thì mình mua đậu hũ vàng hoặc đậu hũ trắng đều được. Quỳnh Phương đã ngâm trong nước muối khoảng 15 phút cho đậu hũ nó mềm nó ngon lại á. Mà chúng ta nếu mà muốn để lâu lâu á, sáng mua chiều ăn thì mình cũng ngâm trong nước muối để bảo quản nó tốt hơn. Rồi, tiếp theo là về cái phần này làm cái nhân nữa để ngon hơn thì Quỳnh Phương có sử dụng nấm nữa. Cái này là nấm đùi gà. Mình Phương sử dụng một cây nấm đùi gà to to xíu nha. Về cái phần nấm đùi gà này á, thì chúng ta rửa nè, chúng ta sẽ rửa qua với nước muối pha loãng. Đó, xong rồi Quỳnh Phương mới đem lại cái vòi nước á, Quỳnh Phương xả lại một cái nữa. Sau đó thì mình mới để cho nó ráo ráo nước rồi đi cắt ra. Một cái nấm này thì Quỳnh Phương cắt ra làm ba nha. Cắt xéo xéo nè, nhìn cho nó đẹp mắt. Nó cũng giúp thấm hơn nữa quý vị. Rồi, giờ để nấm nè. Nấm qua bên. Đậu hũ cũng vậy luôn. Vớt ra cho nó ráo ráo nước. Để đây luôn. Tiếp theo, để ăn với bánh mì thì Quỳnh Phương có sử dụng ở đây là bắp cải á. Bắp cải thì bào ra nha. Quý vị ăn thử đi. Giòn giòn, rất là ngon á. Dưa leo. Dưa leo thì mình cứ sắc thành những cái miếng dọc như vậy. Một trái có thể cắt làm tư hoặc làm tám. Tiếp theo là ngò, vài cọng ngò gí. Ớt, ai ăn ớt thì Quỳnh Phương sử dụng loại ớt này nó không có cay hung á. Đó, ớt sừng ha. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta bắt cái chảo lên nhúc Quỳnh Phương. Cho khoảng 2 muỗng canh dầu vào. Đợi chảo nóng nóng thì mình cho dầu vào ha. Mình chảy đều cái phần dầu này trên chảo. Sau đó thì để lửa cho nó sôi lên chút xíu. Dầu nó nóng nóng sôi lên chút xíu. Mình mới cho cái phần đậu hũ vào. Mình chiên lại một cái. Chiên sơ lại một cái. Nếu đậu hũ mà chưa chiên á, thì mình cũng chiên cho nó vàng luôn. Còn đậu hũ vàng gì thì người ta chiên rồi rồi. Bây giờ mình Phương chỉ chiên sơ lại một cái ha. Nấm cũng vậy luôn. Nó nấm đùi gà cũng vậy, mình để vào mình chiên sơ cho nó hai mặt nó vàng vàng hết á. Trong lúc chiên thì mình sẽ trở bề. Thì mình chiên cũng nhanh thôi, mình để lửa lớn á để tránh nấm mà nó sẽ bị ra nước. Rồi giờ nó vàng mặt á, mình Phương chở nè. Nào nó vàng đều hai mặt là được ha. Lưu ý là chúng ta nên chở đều. Phần đậu hũ cũng vậy nè. Mình chở đều hai mặt để tránh nó bị cháy quý vị. Rồi bây giờ mới cho gia vị vào để mình khìa nè. Trước tiên mình Phương cho 3 muỗng nước tương. Muỗng canh ha. Rồi nước tương xong rồi. Nhớ là hạ lửa xuống một xíu nha. Muỗng hạt nêm chay từ nấm nè. Tiếp theo là quý vị chuẩn bị cái phần đường cho Quỳnh Phương. Đường thì ở đây Quỳnh Phương sử dụng là 2 muỗng lưng lưng xíu nha. Tại mình khi nước dừa, thì Quỳnh Phương chọn nước dừa nó cũng hơi cứng, nó ngọt ngọt xíu rồi. Rồi, tiếp theo là quý vị cũng chuẩn bị 1 muỗng. Cái này là dầu hào chay nha. Muỗng canh dầu hào chay. Tiếp theo là dầu màu điều. Dầu màu điều thì quý vị cũng chuẩn bị cho Quỳnh Phương 1 muỗng canh luôn. Cho vào. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đảo sơn cái cho gia vị nó tan ra. Với mình nhớ là phải chở bề đều hết cái phần đậu hũ với cái phần nấm nè.
Bởi vì mình lúc mà cho gia vị vào nên để lửa nhỏ xuống một xíu đó, để mình chở nó không có bị cháy á. Lúc mình cho gia vị vào thì cái phần nấm cũng như đậu hũ nó không có bị cháy. Rồi bây giờ chúng ta chở đều, chúng ta để cho cái phần gia vị nó tan ra một xíu, nó rút vào cái phần đậu hũ cũng như là nấm. Rồi chở về một xíu ha. Trong lúc này thì Quỳnh Phương cũng đã chuẩn bị xong cái phần nước dừa rồi. Nó đảo một xíu nữa là chúng ta bắt đầu cho nước dừa vào. Đó, về cái phần nước dừa á, thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương nước dừa loại, ta nói loại cứng cại quý vị, để mình khì nó ngon hơn ha. Cho lượng nước dừa vào vừa xâm xấp mặt nước á, của cái phần nấm với đậu hũ là được. Đó, rồi mình để mình khì từ từ cho nó cạn lại. Lúc mà sôi nó lên bọt thì mình sẽ vớt vớt bỏ bớt cái phần dầu này luôn cũng được quý vị. Quý vị nào muốn chan nước á, thì lúc mà nước nhiều á, khi sôi lên mình múc ra ít, mình làm cái nước chấm, mình làm cái nước mà chấm bánh mì hoặc là nước chan bánh mì cũng được. Còn quý vị muốn ăn với muối tiêu, nước tương thì mình sẽ để khì cho nó rút cạn vô cái phần đậu hũ với nấm luôn. Quỳnh Phương thì Quỳnh Phương ăn với cái muối tiêu với nước tương á. Quỳnh Phương sẽ để khi mà nó cạn xuống nè, hạ lửa xuống nhỏ nhỏ xíu, rồi mình khìa từ từ ha, để cho nó rút hết vào cái phần nấm đùi gà nè với cái phần đậu hũ. Lát mình ăn rất là hấp dẫn luôn. Nhờ quý vị, cái nước nó kẹo là hấp dẫn lắm. Lúc này là nên tắt bếp. Rồi, để cho nó nguội nguội xíu. Để em cắt cái phần đậu hũ này ra. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Thơm, thơm đúng quý vị. Khi bằng nước dừa thơm. Rồi, để cho hũ bên. Tiếp theo là phần nấm đùi gà. Cũng để sang bên luôn. Bây giờ là chuẩn bị một ổ bánh mì thơm ngon. Mình Phương mua nãy về giòn lắm, nấu xong cái nó muốn mềm, hơi hơi thôi, nhưng vẫn còn ngon nha. Rồi cho bắp cải vô xong, rồi cho đậu hũ vào. Đó, cho nấm vào luôn. Tiếp theo là dưa leo. Rồi ngò. Rồi bạn nào thích ớt thì mình sẽ cho ớt thêm. Có thể gắt một xíu muối tiêu hoặc là xịt miếng nước tương vô nữa quý vị. Cơ bản thì nấm nó cũng đã vừa ăn rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái ổ bánh mì chay hay là bánh mì thịt kìa chay đơn giản thơm ngon từ nấm đùi gà và đậu hũ. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon lại dễ làm nữa. Rồi một lần nữa xin chúc quý vị ngon miệng. Xin chào ạ.